nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đòi nhận nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm em ruột. Hoàng Nguyên hát Phượng Hồng bị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đánh giá còn an toàn. Tập 8 tin Hoa Hội Tụ lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh gồm Hoàng Nguyên, Cẩm Hò và Võ Ngọc Tân. Đảm nhận vai trò giám khảo là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng hai khách mời là ca sĩ Thùy Trang và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong đêm thi chủ đề Những Sắc Hoa Yêu, Hoàng Nguyên thể hiện ca khúc Phượng Hồng dưới sự trợ diễn của Thùy Phượng. Với tiết mục này, nam ca sĩ còn trổ tài diễn xuất khi tái hiện câu chuyện về mối tình đầu thời áo trắng đầy trong sáng và hồn nhiên, nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Chỉ vì không đủ can đảm thổ lộ tình cảm mà cả hai đã bỏ lỡ nhau. Tuy nhiên, phần thể hiện của Hoàng Nguyên chưa khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cảm thấy hài lòng. Nữ giám khảo cho rằng nam thí sinh còn quá an toàn. Để màn trình diễn thêm phần hài hước, bà bầu sân khấu kịch gợi ý đàn em nên hóa thân thành một cụ già về lại trường xưa và gặp mối tình đầu. Đến khi gặp lại, cả hai mới biết rằng đối phương vẫn một lòng chờ đợi người kia. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thẳng thắn góp ý về cách dàn dựng tiết mục cho các thí sinh. Đồng quan điểm với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ, đời chị Hồng Vân nói đúng ý của em quá nên em cứ gật gù mãi. Nghe thế, diễn viên phim Gái Già Lắm Chiêu hai hài hước nhận chị em ruột với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến cả trường quay được fan bật cười. Trở lại với phần trình diễn của Hoàng Nguyên, Nguyễn Văn Chung nhận xét, Nguyên có một chất giọng rất đẹp, phong cách hát cũng rất đỉnh đạt. Tiếc là Nguyên hơi hiền. Tính cách hiền là một ưu điểm nhưng trên sân khấu đừng hiền quá mà phải bộc lộ tính nghệ sĩ của mình ra. Mình được quyền mơ mộng, được quyền làm tất cả những gì mình muốn trên sân khấu. Mình hoàn toàn có thể vẽ một câu chuyện và mình là nhân vật chính. Hy vọng ở những vòng sau Nguyên sẽ thoải mái phát huy trí tưởng tượng của người nghệ sĩ trên sân khấu. Ca sĩ Thùy Trang cũng dành lời khen cho phần hòa âm của bài hát Phượng Hồng. Song, nữ ca sĩ nhận định nếu Hoàng Nguyễn diễn xuất tốt thì tiết mục sẽ còn hay hơn. Với bài thi này, Hoàng Nguyên nhận được 9,75 điểm từ 3 giám khảo. Điều đó đòi hỏi nam thí sinh phải cố gắng hơn ở những vòng thi sau.